chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh của em Lân. Chúc cô chú quý anh chị một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Thì ngày hôm nay em Lân sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà nằm ngay tại xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang luôn. Cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ tầm 3 phút thôi nha quý anh chị và cách biển chỉ tầm 5 phút thôi. Và hiện tại em Lân đang đứng trên sân thượng của căn nhà này. Đó là một cái nơi đẹp nên là em Lân đứng ở trên đây nên không có quay ở dưới đường như thường xuyên nữa như những video khác nha. Và bây giờ em Lân sẽ quay lại camera sau để gửi đến quý anh chị rõ hơn về cái căn nhà này có những gì nha. Sân vườn của căn nhà đây là nó thuộc tầng 3 nha quý anh chị, nhưng mà thực tế nó chỉ có tầng 2 thôi. Đây cái tầm view này rất là đẹp ha quý anh chị ha, rất là đẹp luôn đó. Tổng diện tích căn nhà đây là hiện trạng đây là rộng 94m ngang 5, dài hơn 19m nha quý anh chị. Đó, dài hơn 19m. Thì đây là toàn bộ khuôn viên sân vườn của tầng trên cùng. Như quý anh chị thấy nè. Thì đây là có một cái không gian phòng thờ trên sân thượng này, gồm có không gian phòng thờ này và có một cái toilet này quý anh chị. Đó, đây là dàn cây cảnh của anh chủ nhà. Đó, mình trồng. Thì từ cái vị trí mà em Lân đang quay đây quý anh chị đi rồi tầm bán kính tầm khoảng 1 km thôi là anh chị đi tới trường học nè, ủy ban dân xã Vĩnh Ngọc nè, chợ Vĩnh Ngọc nè, trạm y tế nè, tất cả trường học các cấp luôn. Và đường hiện trạng phía dưới sẽ rộng 5m2 và cái đường mặt ngang bên này sẽ rộng 3m, đường mặt ngang bên này sẽ rộng 5m2 nha quý anh chị. Ô tô vào tận nơi luôn. Và căn nhà này có một điều đặc biệt là có thể ở từ 2 cho đến 3 thế hệ đều được nha quý anh chị. Thì như thế nào anh chị cùng theo dõi video của Lân đến hết đến cuối video nha. Thì anh chủ của mình có thiết kế hai ngõ lên để tầng 3 này. Thứ nhất là cái ngõ bên này nè, đó, có một cái cầu thang đi xuống. Để em Lân zoom ra nè. Đây, có một cái cầu thang đi xuống, cầu thang nhỏ ha. Thì cầu đi xuống dưới tầng dưới, bên này cũng có một cái bộ cầu thang. Đây. Thì đây là cái phía hướng biển nè quý anh chị. Đây là phía hướng biển nè. Thì căn nhà này hiện trạng có hướng này là hướng bắc nè quý anh chị. Hướng nhà mặt ngang này hướng bắc. Mặt này là hướng chính tây. Đó, nhưng mà hiện tại là anh chủ xây căn nhà của mình là lấy mặt chính của chính căn nhà của mình là lấy chính tây nha. Đó, thì từ cái vị trí con đường, từ vị trí căn nhà mình đi ra đường lương của mất tầm khoảng 150m thôi. Rồi cua trái anh chị thêm 100m nữa sẽ tới chợ Vĩnh Ngọc, rồi sẽ tới ủy ban xã Vĩnh Ngọc ha. Còn cua phải là anh chị đi thẳng về biển nè. Đó, như anh chị thấy nè, đi thẳng về biển luôn. Đó, xa là có những cái tòa nhà cao tầng, quý anh chị thấy không ạ? Đây, đó, xa là những cái tòa nhà cao tầng ở quý anh chị ha. Rồi, khi mà căn nhà này mà anh chị muốn đi ra biển mất chỉ tầm khoảng từ 5 cho đến 7 phút tùy theo tốc độ anh chị di chuyển nha. Và bây giờ cùng chân Lân đi xuống phía dưới để xem được phía dưới nó có những gì nha quý anh chị, mà như em Lân nói đầu video hay không nha. Thì đây là cầu thang để đi xuống phía dưới tầng 1 của mình. Tầng 1 này thật sự là gồm có thêm một cái tầng nhỏ nữa. Đó, ở phía dưới cầu thang thì sẽ có một cái hồ bộ nhỏ đây. Ngay trước cái ban công đó có một cái hồ bộ nhỏ cực kỳ đẹp, một cái góc rất là chiêu và có hàng rào chắn rất là kỹ. Đó, phía đây là một tầng phía dưới luôn nha, nhưng mà một tầng này cũng ngăn ra thêm một tầng nhỏ nữa ở bên trong căn nhà, thì cái hành lang phía ngoài lại sẽ thông cả hai căn nhà với nhau. Đó, đều có hai ngõ cửa đi ra nè. Đó, đây là ngõ cửa của căn nhà bên kia, còn ngõ cửa bên này là của căn nhà phía bên này nha quý anh chị. Thì bây giờ em Lân sẽ quay trước cái căn nhà bên này cho quý anh chị xem nha. Thì bên này gồm có là một phòng ngủ, hai toilet nha quý anh chị. Đó, trong này lại sẽ có một phòng ngủ nè. Hiện tại là đang có chị nhỏ và chị vợ trong này nên em Lân không có tiện quay trong đây ha. Đây sẽ là có một cái phòng ngủ đó và một toilet ở trong phòng luôn. Phía dưới sẽ là có cái cầu thang, gồm có cầu thang nè, phòng khách đó, kết hợp phòng khách luôn nè. Phòng khách đó, đây là phòng bếp đó. Ở phía bên hông phòng khách này sẽ có thêm cái phòng toilet luôn. Đó, phòng toilet bên này. Đó, quý anh chị ha. Đây, phòng toilet luôn. Thì tất cả các nội thất liền tường này anh chủ sẽ để lại cho mình. Đó, còn những cái vật dụng khác anh chủ sẽ dọn đi khi mà anh chị mua. Thì đây là hiện trạng mặt tiền nè. Gồm có hai căn nhà. Đây là đường hiện trạng đi thẳng ra đây là đường lưu niệm cũ này quý anh chị. Đó, đi thẳng xuống đây là cũng đi ra cũng đi thông, nhưng mà thông ra chạm đường đường cầu dưới Phú Nông. Đó. Rồi bây giờ em Lân sẽ đi quay căn nhà thứ hai ha. Đây căn nhà thứ hai. Căn nhà bên này sẽ gồm có 3 phòng ngủ, 2 toilet và đặc biệt ở dưới tầng trệt cũng có một cái phòng ngủ và toilet dưới này luôn. Đó, kết hợp cả phòng khách và phòng bếp luôn nha quý anh chị.
Đây là cầu thang để đi lên tầng trên này. Tầng trên này gồm có hai phòng ngủ và một toilet phía trên này nha. Nhà này hiện tại đã xây dựng vào năm tháng 5 2021 để có giấy tờ giấy phép xây dựng đàng hoàng, để xây dựng được 2 năm nhưng mà nhìn còn rất là mới nha quý anh chị. Đây, đây là cái toilet đầy đủ tiện nghi ha. Đây là hướng cái cửa thứ hai để đi ra ban công. Về bên trái của mình là có một cái cầu thang nhỏ để đi lên tầng trên. Đó, trên này á, hiện trạng là chỉ sử dụng phòng này là phòng ngủ, còn phòng này để là phòng kho nha. Nhưng mà anh chị mua về anh chị có thể tận dụng được cái phòng này làm phòng ngủ là cũng được nha quý anh chị. Đây, em Lân cũng quay luôn cả cái phòng này cho quý anh chị xem nha. Em Lân sẽ nhắc lại nha, nhà này có diện tích, tổng diện tích là 94,8m². Trên sổ hiện trạng là trừ quy hoạch giao thông 1,1m, nhưng mà theo em Lân thấy thì kinh nghiệm của em Lân làm lâu năm thì cái quy hoạch này hầu như là không có khả thi làm. Đó, và tổng diện tích sàn của căn nhà là 160m², có độ cao là 7,75m. Đó. Và cái căn nhà này anh chủ đã ngăn ra hai gian, hai căn nhà khác riêng biệt, nên đó là anh chị ở thì nó không có bị bất tiện giữa hai hộ hoặc là ba hộ nha quý anh chị. Đó, hai đời ba đời. Đó, rất là tuyệt vời. Và về cái giá mà anh chủ muốn bán là 3 tỷ 300 triệu, và còn thương lượng được nữa cho quý anh chị nào mà cực kỳ thiện chí muốn mua căn nhà này nha. Và căn nhà này rồi với cái giá này là anh chủ bao luôn sang tên cho mình. Đó, bao luôn sang tên cho mình. Nếu mà anh khách nào đi xem thiện chí thì alo cho em nha. Và bây giờ em Lân sẽ đi xuống phía dưới quay rõ hơn ở con đường phía ngoài cho anh quý anh chị nha. Đây là phòng khách này. Đó, đầy đủ luôn, rất là rộng rãi luôn. Đây ha. Rồi xin em Lân cuối video, em Lân xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em Lân. Và đừng quên cho em Lân xin một lượt like, một lượt đăng ký để theo dõi kênh của em Lân, xem nhiều cái review nhà đẹp, nhà phố ở tại thành phố biển, thành phố Nha Trang nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.